Người đàn ông tử vong sau khi ăn tiết canh lợn. Sau khi ăn 2 bát tiết canh lợn, người đàn ông bị nhiễm liên cầu lợn, mặc dù được đưa đến bệnh viện chữa trị nhưng không qua khỏi. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa, vào sáng ngày 19 tháng 7, anh T, 41 tuổi, trú tại xã Quảng Hải ăn 2 bát tiết canh lợn. Đến 14 giờ ngày 23 tháng 7, anh thấy sốt, đau đầu ù tai, lòng bàn chân trái sưng bầm tím. Các y bác sĩ ở trạm y tế xã Quảng Hải nghi anh bị nhiễm trùng máu chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, anh được chẩn đoán là nhiễm khuẩn liên cầu lợn và được chuyển ra bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lúc 16 giờ cùng ngày. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 2 tháng 8, bệnh nhân T đã tử vong tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Nguyên nhân tử vong được xác định là bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn gây nên.